Xin chào anh em, mới hôm trước thôi, mình đã có một bài mở hộp sản phẩm Karawa RX 5500XT và chắc chắn sẽ có rất nhiều anh em thắc mắc về hiệu năng cũng như nhiệt độ của mẫu Karawa này. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ mang tới cho anh em thêm một vị khách mời nữa, đó chính là chiếc Karawa GTX 1660 Super. Thì theo giá bán dự kiến ấy, thì hai mẫu Karawa này sẽ có giá bán tương đương nhau, nên việc so sánh với nhau là một điều tương đối là hợp lý. Và sơ qua một chút về tổng thể, anh em có thể thấy, mặc dù mẫu Karawa GTX 1660 Super phiên bản thiết kế mình ở đây có 3 quạt, tuy nhiên về phần kích thước ấy cũng không lớn hơn nhiều khi so với phiên bản RX 5500XT phiên bản Duo với hai fan. Đây là ba fan kiểu của Tech Gaming, còn đây là hai fan anh em có thể gặp được hai fan này trên các mẫu Karawa Strix mới nhất. Thì sơ qua một chút về phần thiết kế vậy thôi, thì chúng ta sẽ tiến vào cái phần so sánh. Đầu tiên sẽ là firmware. Mình hơi ngạc nhiên một chút khi mẫu Karawa đến từ AMD lại mát hơn khi so với mẫu Karawa đến từ Nvidia, khi mức nhiệt mình theo dõi chiếc RX 5500XT chỉ rơi vào khoảng độ 71 độ C, còn chiếc GTX 1660 Super thì lên đến 76 độ C, không sao cả. Đây chỉ là mức điểm số ở phần nhiệt độ thôi. Chúng ta sẽ đến cái phần test freeze dry hiệu năng. Còn với bài test freeze dry thì hiệu năng chính xác đã hiện ra khi mẫu Karawa GTX 1660 Super đã có một điểm số cao hơn khi so với chiếc RX 5500XT. Thật ra thì cao hơn đây là do điểm số thôi, thực tế cứ phải là chơi game đi đã. Ở toàn bộ các tựa game thì mình sẽ để ở mức setting giống hệt nhau và mọi thông số mình sẽ để luôn trên bảng. Ok, vậy thì về cơ bản thì anh em cũng đã thấy hết rồi. Không khác là mấy khi so với kết quả test điểm số trên FireStrike, khi mà hiệu năng của chiếc GTX 1660 Super sẽ nhỉnh hơn một chút so với chiếc RX 5500XT. Tuy nhiên thì chiếc RX 5500XT này sẽ có nhiệt độ mát hơn đôi chút. Cũng có thể một phần là do cái phần tech hôm nay mình dùng để test ấy, nó hơi bé và hơi bí một chút. Nếu như anh em chọn mua một các vỏ cây nó to, nó thoáng hơn thì nhiệt độ chắc chắn sẽ thấp hơn như này. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau.